Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloát đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy ăn năn thống hối tội lỗi mình. Nhưng tại sao phải ăn năn thống hối? Thật vậy, Đức Giêsu đã cảnh báo rất gắt gao: tôi nói cho các ông biết, nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Sám hối là điều làm vui lòng Thiên Chúa, vì qua đó con người biết nhận ra tội lỗi của mình. Đó là bước quan trọng nhất trên con đường trở về với Chúa. Sám hối gồm 4 điều: 1. Nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. 2. Đau buồn vì tội lỗi mình đã gây ra. 3. Tin vào lòng khoan dung, thứ tha của Thiên Chúa. 4. Trở về sống trong tình thương của Thiên Chúa. Nếu thiếu một trong 4 điều trên, không phải là sám hối thật. Sám hối không phải chỉ là tâm tình hối hận vì những tội đã phạm, mà còn là làm việc lành phúc đức để đền bù tội lỗi. Một trong những việc làm đó là tha thứ. Ta sám hối là để cầu xin Chúa tha thứ cho ta, thì ta cũng phải biết tha thứ cho anh em ta. Lời Chúa hằng mời gọi chúng ta hãy sám hối khi thời gian còn thuận tiện. Đừng trì hoãn, đừng thử thách Thiên Chúa, chớ có coi thường, nhưng hay mau kiếp thật lòng ăn năn trở về cùng Chúa. Như thế có nghĩa là chúng ta phải cố gắng chừa tội và sám hối về những việc sai trái đã làm. Nhìn nhận mình có tội, ăn năn dốc lòng chừa, mau chạy đến với Chúa qua bí tích hòa giải để được tha thứ và giao hòa với Chúa và giáo hội. Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con dù đứng trên cương vị nào cũng biết khiêm tốn nhìn nhận mình là kẻ có tội. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối suy nghĩ và lối sống của mình, luôn tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, luôn thành thật để khỏi tự dối mình, và luôn biết thật lòng sám hối ăn năn. Amen.